tên nên an ách tắc xã trạm vẫn không chịu đi. Sáng ngày 3 tháng 1, trạm thu phí BOT Nên An lại xã trạm vì tài xế không chịu di chuyển. Đây là ngày thứ ba xảy ra vụ việc. Ghi nhận thực tế từ 8 giờ 30 phút sáng đã xuất hiện tình trạng các lái xe không trả tiền và dừng phương tiện tại làng thu phí của trạm BOT Nên An, xã Nên Lộc, thị xã Nên Hòa, Trạm thu phí nhiều lần phải mở hết các gác chắn để giải phóng phương tiện trên quốc lộ 1, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn không di chuyển xe khỏi làng. Khoảng 11 giờ 15 trạm thu phí kéo còi mở hết các gác chắn xả trạm, tuy nhiên đến khoảng 11 giờ 30 sau khi được xả trạm tiếp tục có đợt ách tắc mới khi các tài xế lại dừng xe không chịu di chuyển. Các tài xế cho rằng chỉ miễn phí cho ba xã lân cận ở thị xã là không phù hợp. Cảnh sát giao thông chỉ phối hợp điều tiết giao thông nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó không thấy xuất hiện. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại với trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu vì sao vắng bóng cảnh sát giao thông khi quốc lộ 1 đang ách tắc. Tuy nhiên, vị này cho biết đang họp có gì gọi lại sau rồi cúp máy theo ông vũ hải long phó giám đốc công ty cổ phần bot đèo cả khánh hòa chủ đầu tư bot ninh an Ngoài phương tiện ở ba xã được miễn phí thì chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất về việc giảm 50% giá vé một số loại xe thuộc 16 xã phường khác trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và đang đợi Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định. Vì đơn vị không thể tự quyết định giảm hay miễn phí, chủ đầu tư đã đề nghị các tài xế chờ quyết định của Bộ Giao thông Vận tải nhưng họ vẫn cứ phản đối. Các lái xe lần này không trả tiền, dù là tiền lẻ hay tiền chẳng. Trạm đã mở hết các gác chắn để các xe qua trạm, nhưng các lái xe vẫn không di chuyển. Sự việc ngày nào chúng tôi cũng báo cáo địa phương, nhưng phía chính quyền lực lượng chức năng vẫn không có hướng giải quyết, ông Long nói. Nhân viên BOT cầu rác từ chối bán vé cho tài xế dùng tiền xu. Tài xế ô tô biển số 62 cho rằng việc nhân viên trạm BOT cầu rác không nhận tiền lẻ, nói tiền xu đã ngưng lưu hành là vô lý, anh đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Tôi đưa sắp tiền 200 đồng mua vé thì nhân viên thông báo còn thiếu 400 đồng do hết tiền giấy nên tôi đưa đồng kim loại mệnh giá 500 đồng. Nhưng nhân viên bảo tiền này đã cấm lưu hành rồi, trả lại toàn bộ số tiền mua vé, đóng cửa giao dịch, không cho xe qua, anh Long người chứng kiến sự việc kể. Nhân viên trạm BOT từ chối bán vé. Khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12, mạng xã hội xuất hiện clip trực tiếp dài hơn 50 phút ghi lại cảnh một tài xế dùng sắp tiền lẻ và tiền kim loại để mua vé khi qua trạm BOT cầu Rác, đóng ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhưng bị nhân viên trạm này từ chối bán vé. Theo hình ảnh từ clip, tài xế điều khiển ô tô biển số 62C đi trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam khi đến trạm thu phí BOT Cầu Rác đã cùng người trên xe dùng sắp tiền giấy mệnh giá 200 đồng mua vé qua trạm. Sau khi kiểm đếm, nhân viên bán vé thông báo tài xế đưa 34.600 đồng, thiếu 400 đồng, lái xe nghe vậy đưa thêm tiền xu mệnh giá 500 đồng. Nhưng bị từ chối với lý do tiền đã bị cấm lưu hành. Nhân viên sau đó để toàn bộ số tiền vào xe cho tài xế rồi đóng cửa giao dịch cho rằng cách hành xử này của nhân viên trạm thu phí là không phù hợp, thiếu tôn trọng. Tài xế cho xe dừng đổ trong làng có chắn banner và cầu cứu cơ quan chức năng. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 1 tháng 1, Trung tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết đã nắm được sự việc và đang xác minh làm rõ thêm. Theo ông Quang, sự việc diễn ra khoảng 20 giờ 30 ngày 31 tháng 12 đến hơn 22 giờ, đơn vị mới nhận được tin hơn 10 người gồm cán bộ cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra đã đến hiện trường và mời chủ phương tiện di chuyển ra khỏi làng thu phí. Anh này cùng nhân viên bán vé trong ca trực được mời về trụ sở làm việc. Tài xế mong trả lời thỏa đáng. Anh Huỳnh Bửu Long, trú Vĩnh Long cho biết, tối ngày 31 tháng 12, anh cùng tài xế Nguyễn Minh Nghĩa ở Long An và cùng một số người bạn đi từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng. Khi qua trạm thu phí BOT Cầu Rác, tài xế dùng sắp tiền giấy mệnh giá 200 đồng cùng một đồng xu mệnh giá 500 đồng để mua vé. Tôi đưa sắp tiền 200 đồng mua vé thì nhân viên thông báo còn thiếu 400 đồng. Do hết tiền giấy nên đưa đồng xu kim loại mệnh giá 500 đồng. Nhưng nhân viên bảo tiền này đã ngưng lưu hành rồi trả lại toàn bộ số tiền mua vé, đóng cửa giao dịch, không cho xe qua, anh Long kể. Tài xế Nguyễn Minh Nghĩa cho rằng việc nhân viên không nhận tiền kim loại còn được lưu hành và đóng cửa giao dịch là quá vô lý nên tôi đã liên hệ cầu cứu cơ quan chức năng. Tuy nhiên hơn 22 giờ cùng ngày công an mới xuống làm việc và đề nghị chúng tôi điều khiển xe ra khỏi làng thu phí tới trụ sở làm việc làm việc với công an từ hơn 23 giờ đến gần 5 giờ sáng ngày 1 tháng 1 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao nhân viên thu phí lại không nhận tiền mua vé để cho xe chúng tôi qua trạm. Tài xế này cho hay, trưa ngày 1 tháng 1, chiếc xe biển số 62c tiếp tục hành trình khi qua trạm thu phí cầu rác, một tài xế tiếp tục đưa số tiền mệnh giá thấp và đồng xu mệnh giá 500 đồng để mua vé, anh yêu cầu nhân viên trả lại 100 đồng tiền dư. Sau nhiều lần kiểm đếm, lần này nhân viên trạm đã trả lại 100 đồng và bán vé cho xe qua trạm. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, nhưng biết trước họ sẽ gây khó khăn nên chúng tôi đã chuẩn bị tiền mệnh giá 100 đồng thối lại, một nhân viên thu phí cho hay. Ông Đoàn Trọng Vinh, trạm phó trạm thu phí BOT Cầu Rác cho biết đã nắm được sự việc tài xế dùng tiền mệnh giá thấp mua vé qua trạm và nhân viên không bán vé. Theo ông Vinh, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Tháng 4 năm 2017, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã dùng xe cùng băng rôn yêu cầu đơn vị dựng trạm BOT cầu rác ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giảm 100% phí mua vé qua trạm hoặc di dời trạm. Họ cho rằng việc đặt trạm thu phí đường tránh thành phố Hà Tĩnh ở đây là không phù hợp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản về việc giảm giá dịch vụ đường bộ tại trạm BOT Cầu Rác, thống nhất nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, trường hợp người đi bộ mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Tuy nhiên, khi được hỏi về quy định này thì nhiều người tỏ ra khá mới và không hề hay biết. Theo Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ không chỉ người sử dụng phương tiện tham gia giao thông mà cả người đi bộ. Cụ thể, nếu người đi bộ băng qua đường là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, theo khoảng 3 điều 260 Bộ luật hình sự 2015 thì có thể đối diện với việc bị phạt tù cao nhất là 15 năm. Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 2018 có rất nhiều người đi bộ cố tình băng ngang qua đường hay vô tư đi dưới lòng đường. Tiêu biểu phải kể đến các tuyến đường chính có lưu lượng xe lớn như Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Nơ Trang Long, có rất nhiều người băng qua đường trái quy định, mặc kệ trên tuyến đường đó có cầu vượt dành cho người đi bộ hay không. Trong vòng 10 phút tại đường Bách Tơ, đoạn trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng có hàng trăm lượt sinh viên băng sang đường, mặc kệ hàng loạt xe máy ô tô đang di chuyển với tốc độ lớn khi phóng viên hỏi vì sao không đi vào phần đường dành cho người đi bộ thì đa số mọi người đều cho rằng vì tiện đường và không mất thời gian. Anh Hoàng Trung sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng cho biết: "Đến nay tôi vẫn chưa nghe đến việc người đi bộ mà gây tai nạn giao thông có thể bị xử lý hình sự. Đi bộ mà sao gây tai nạn được? Ở đây có rất nhiều người cứ băng qua đường vì tiện và cho nhanh." Tương tự, ở đường Điện Biên Phủ đoạn gần cầu Văn Thánh, rất nhiều người đi bộ băng ngang qua đường rất phổ biến. Chủ yếu những người này là sinh viên và thường xuyên băng qua đường để đón xe bus tại hai trạm dừng đối diện. Thực tế, đường Điện Biên Phủ khu vực này khá rộng, lượng xe ô tô lưu thông lớn và có tốc độ cao nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn. Không biết luật áp dụng luật cho người đi bộ, Tình trạng vi phạm này thể hiện rõ hơn là ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong khi cứ 30 m lại có vạch dành cho người đi bộ, thế nhưng không ai đi đúng vạch mà cứ tiện đường là họ băng qua. Ông Nguyễn Xuân Trang đang làm việc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chia sẻ, lần đầu tiên tôi nghe thấy việc đi bộ mà gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Tôi vẫn thường băng qua đường ở khu vực phố đi bộ, bởi ở đây lưu lượng xe ít, nhiều lúc trên đường có khoảng trống thì tôi băng qua, hay cái chính cũng vì tiện đường. Không chỉ vậy, tại đây lượng lớn xe máy ô tô vượt đèn đỏ mà không bị xử phạt, thì người đi bộ sao bị phạt được? Ông Nguyễn Văn Tính, người dân thường xuyên tập thể dục ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cho biết, ở đây có rất nhiều người băng qua đường vì tiện tôi nghĩ rằng họ không nghĩ được sự nguy hiểm khi băng qua đường như vậy luật mới áp dụng cho cả người đi bộ nhưng thực sự không phải ai cũng biết và không phải ai cũng tuân thủ những quy định này theo tôi việc xử nặng người đi bộ sai luật là hoàn toàn hợp lý Bên đẳng trước pháp luật và cần xác định đúng lỗi Luật sư Đặng Thành Trí, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo tôi, việc xử nặng người đi bộ sai luật là hoàn toàn hợp lý vì tất cả những người tham gia giao thông phải được bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, tất cả những người tham gia giao thông đường bộ đều phải bình đẳng như nhau trước pháp luật, nếu ai gây ra hậu quả thì đều bị xử lý như nhau tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều vỉa hè bị lấn chiếm khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường lúc này các cơ quan quản lý cần phải xem xét và xác định đúng lỗi của người tham gia giao thông không chỉ vậy việc xác định lỗi của người đi bộ trong các trường hợp giao thông hỗn hợp là khá phức tạp có phải là nguyên nhân chính gây ra hậu quả nghiêm trọng từ đó mới có căn cứ để buộc tội